này là gọi là mì gì chị ha? Udon gà sốt em. Udon gà sốt hả chị? À. Cái món này bao nhiêu tiền ạ? 40 ngàn, rất là rẻ, rất là bình dân nha các bạn. Mì nước ngoài, mì Nhật Bản mà giá rất là giá rẻ Việt Nam. Bây giờ ở đây toàn là giá Việt Nam không ạ? À? Mì phong cách Nhật Bản nhưng mà giá Việt Nam. Đây hai đầu bếp của quán mì Nhật Bản Osaka đang làm việc rất là cực lực vì khách đang đông. Cẩn thận nha chị, có chừng lộn đó nha. Đó. Chị đeo bao tay đi lông, chị làm rất là sạch sẽ ha. Đây là không gian chính của quán mì Nhật Bản, mì Osaka. Chị chủ và nhân viên đang set up thức ăn, bê qua sẵn ngay cho khách. Đây khách ăn xong rồi đang về. Đây là không gian bên dưới của quán mì Udon Osaka, mì Nhật Bản theo phong cách Nhật Bản. Các bạn thấy khách trang trí hình ảnh người đất nước mặt trời mặt, hình ảnh về quen thuộc của người Nhật, đất nước mặt trời mọc. Cái mì này là gọi là mì gì chị ha? Ramen đùi. Ramen đùi gà. Nhưng mà tại vì cái phần này ăn không có bỏ bột ớt, không có ăn tan. À, phần này là bao nhiêu tiền ạ? 45 ngàn. Trời ơi, 45 ngàn vậy là quá rẻ nha các bạn. Ngày tới Osaka mì Nhật Bản để thưởng thức ngay thôi các bạn. Tại số 64 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5. Món đó là món gì chị ha? Udon trộn. Dạ? Udon trộn. Udon trộn hả? Đây, udon trộn. Con cách xù là người ta nghe chim cách xù. 40. Dạ. Để đây cũng 40 luôn hả chị? Rồi. Đây nhân viên bê quay khách ở sảnh 2 các bạn. Đây, hai chị đầu bếp. Đang làm trộn món mì với lại nước sốt theo phong cách Nhật. Gia vị đều là đồ Nhật Bản nha các bạn, nhưng được nấu bởi những đầu bếp và chủ quán đam mê cái ẩm thực của Nhật Bản. Tuy là mì nước ngoài, mì Nhật Bản nhưng mà giá rất là rẻ, rất là Việt Nam. Giá gì từ 37 tới 60 ngàn thôi. À, tiền 14 là vậy. Đó, các bạn có thể thấy. Chỗ này thì hai miếng heo anh chị. Đầu bếp đang ra món mì cho khách. Đây là chị Thanh, chị chủ. Hai chồng chủ quán rất là trẻ nha các bạn. Đây, đầu bếp đang ra món mì tiếp theo cho khách. Đang chờ rất là đông. Một cái bếp rất là gọn. Đây là sản phẩm lầu, nhìn xuống không gian bếp và cửa ra vào của quán mì Nhật Osaka. Những cái đèn lồng trang trí theo phong cách Nhật Bản các bạn. Đây là cách trang trí đèn lồng mang đậm ẩm thực phong cách Nhật Bản nha các bạn. Khách đang tính tiền và chủ đang tính tiền các bạn. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Trứng nè, rong biển nè, thịt xác xíu nè, tường nướng nè. Đây là hộp cơm mua khách mang về mà đầu bếp đang trộn, đang trộn mì. Chị này trộn mì, chị này sẽ nấu súp. Quán này được bán được 3 năm rồi các bạn, rất là đông khách. Chúng ta sẽ đi lên thăm căn gác phòng máy lạnh ăn rất mát của quán mì Nhật Bản, mì Osaka. Đây là cái phòng nhỏ của quán mì Osaka, mì Nhật Bản. Đây là mì Nhật Bản nhưng mà là giá Việt Nam nha các bạn. Rất là đông bạn trẻ trên đây rồi. Rất là đông các bạn trẻ đang ăn mì ramen và mì udon. Đó, các bạn có thể thấy một không gian rất là nhỏ nhưng mà đông các bạn trẻ, những thực khách đam mê ẩm thực Nhật Bản. Nhân viên đang order nước ra cho khách. Đây các bạn có thể coi những thực khách đang ăn tại quán mì Nhật Bản Osaka.
hãng đang bê mì cho khách. Các bạn có thể thấy đây, không gian ở đây cũng rất là nhỏ gọn, rất là ấm cúng. Khách đang dùng thưởng thức mì Uzo Nhật Bản. Mì ramen nè các bạn, Osaka ramen nè, ramen miso, toke men, nhúng, Uzo nhúng nè các bạn. Giá chỉ có rất là rẻ, rất là bình dân. Giá Việt Nam từ 37.000 tới 60.000 thôi. Đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều loại mì mang phong cách Nhật Bản và cơm nữa các bạn. Tay anh dự xe đang hướng dẫn cho khách đi gửi xe để vô quán mì Nhật Bản, mì Osaka. Tại vì ở đây full chỗ để xe là các bạn có thể thấy rất là đông. Rất là đông xe rồi các bạn, hết chỗ để xe rồi. Đây là không gian thứ hai của quán mì Nhật Bản, mì Osaka tại số 64 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5 các bạn. Đây, còn cảnh 2 đã full bàn rồi. Các bạn trẻ, những người thích ẩm thực Nhật Bản, mì Uzo và ramen, ăn rất là đông. Các bạn có thể thấy một không gian đầy ắp người rồi. Và khách này còn vô nữa không các bạn. Menu của quán mì Nhật Bản, mì Osaka ở số 64 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5 nha các bạn. Đây, các khách đang ngồi ăn mì, đang đông để hết phần cần. Đây là toàn góc nhìn nhà ăn thứ hai của quán mì Nhật Bản Osaka tại quận 5. Là full khách nha các bạn. Khách xuống ngồi. Chị bé này sợ người yêu phát hiện nên phải che mặt thôi. Khách đang vào quán mì Osaka Nhật Bản. Đây là khách mới các bạn. Nhân viên sẽ order mì và bên quán chính sẽ mang thức ăn khách chọn qua bên không gian thứ hai này của quán để cho khách dùng. Đây không gian mấy lần rất mát mẻ nha các bạn. Nhân viên đang dọn bàn, khách vừa đi. Đây là một đại gia đình rất là đông đang ăn ở phía cuối dãy. Mấy em tới đây lần đầu hay là lần thứ mấy? Vì sao mấy em biết tới quán này? Bạn chị, có bạn chị ăn à? Các bạn hay đi ăn mẹ cái xong phát hiện rẻ và ngon quá nên là cái thuốc cả nhóm. Dạ đúng rồi, em nói là ngon lắm. Mì ở đây theo anh được biết là rất là ngon và giá rất là Việt Nam đấy. Rồi cảm ơn mấy em nhiều nhé. Dạ. Dễ thương quá. Đây là sành chính của quán mì Nhật Bản, mì Osaka tại số 64 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5. Các bạn có thể thấy cái phần rất là đông rồi, chỉ còn một bàn thôi, khách mới đi. Nhân viên đang order cho khách. Đây là quán mì Osaka, mì Nhật Bản rất là hot trong giới trẻ quận 5 nói riêng và Sài Gòn nói chung. Ngoài sảnh chính ở bên số 64 Nguyễn Thời Trung thì xéo xéo đối diện, khi mà đầy khách thì các bạn có thể qua phía đối diện là cơ sở cái phòng ăn số 2 của quán mì Osaka, mì Nhật Bản. Các bạn có thể thấy không gian ở đây cũng đã đầy khách rồi. Đây. 157.000 em. Đang tâm tính tiền và tâm tính tiền và đang ăn mì. Đây. 157.000 em. Đang tâm tính tiền và tâm tính tiền và đang ăn mì. Đây là không gian
chính của quán mì Osaka, mì Nhật Bản, một phong cách rất là Japan, cách Nhật. Bếp được đặt ngay vị trí đầu tiên khi khách vô khách sẽ thấy, và menu tuy là mì Nhật Bản nhưng mà giá là Việt Nam nha các bạn, giá chỉ có từ 37.000 tới 60.000 thôi. Một dĩa rất là to và rất là đông các bạn trẻ mê ẩm thực, mê mì ramen, mì udon Nhật Bản, ghế rất là đông. Đây các bạn, nhân viên đang bê ra, đang cho khách và khán phòng ở dưới, và rất là đông khách ngồi rồi, đầy các bàn rồi. Đây các bạn có thể thấy các bạn trẻ rất là đông. Một phong cách trang trí của quán theo phong cách Nhật Bản, phong cách samurai, từ hình ảnh cho đến vật trang trí. Ở quán có một phòng máy lạnh trên gác này nha các bạn, đó con gác đi lên. Các bạn có thể thấy rồi, các bạn trẻ đang uống nước chờ mì ra, nhưng bạn là đang ăn. Bạn trẻ mới tới đang đi lên gác, bạn có thể thấy đó. Đó, đây là những bạn trẻ đã ngồi ăn rồi, trong một không gian rất là giống Nhật Bản. Đầu bếp đang trộn mì với lại những cái thực phẩm, những cái nước sốt của đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản. Đây các bạn có thể thấy, mình thấy đây có hậu kim chi này các bạn ạ, màu đỏ của ớt. Chị ơi, cái nước đen đen mà trong cái này là gọi là cái gì chị ha? Tương. Nước tương Nhật Bản đúng không chị? Đen á. Dạ. Các bạn có thể thấy là một dĩa mì của Nhật Bản rất là to như thế này, nhưng mà chỉ giá chỉ có 40.000 hoặc 45.000, là giá rẻ nhất là 37.000 nha các bạn. Đó, rong biển luôn. Thì gọi là món gì chị ạ? Udon tôm katsu. Udon trộn katsu. Udon, udon trộn tôm katsu hả? À, tiếng Nhật này mình không có giỏi nên mình nói cũng rất là khó, rất là ngọt nhiều nha các bạn. Mấy chị đầu bếp thì chỉ là lành quá rồi. Đây, chị đang làm một món khác cho khách mang về trong cái hộp. Cái món này là bao nhiêu tiền chị ạ? 40.000 nhưng mà dĩa rất là to, rất là nhiều thức ăn nha các bạn. Đây là mì gì chị Thanh An? Ramen xá xíu hả chị? Cái này bao nhiêu tiền chị ạ? 37.000. Món rẻ nhất của quán mì Osaka các bạn. Đây là món gì chị Thanh? Ramen nhúng bò đây. Dạ. Đang thiếu món bò. Còn kia là tức là ramen hải sản. Đúng không chị đầu bếp ha? Đúng rồi. Đội ngũ đầu bếp và nhân viên cũng rất là bận tay, thì khách vô liên tục các bạn. Là quán mì Osaka, mì Nhật Bản giá Việt Nam tại số 64 Ngô Thừa, Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5. Mình sẽ phỏng vấn chị chủ quán thế ạ. Chị ơi, cho em hỏi là quán mình bán lâu chưa ạ? Gần 3 năm em. 3 năm ạ. Cái mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hàng ngày ạ? 11 giờ trưa tới 10 giờ tối. Từ 11 giờ trưa tới 10 11 giờ tối ạ. À. 10 giờ tối. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là khoảng thời gian nào là quán mình đông khách nhất ạ? Cái vào những ngày thứ tới 26 và chủ nhật. Dạ. Thứ 6 thứ 7 là những ngày cuối tuần là đông khách nhất. Và trong ngày thì thường thường cái giờ nào là đông khách nhất ạ? 6 giờ chiều. Dạ. Chị ơi, tại sao mà chị với anh lại mở cái quán mì mà Nhật Bản? Lý do vì sao ạ? Cái này là tại vì anh mê về những cái ẩm thực của Nhật. Dạ, rồi. Đam mê của anh. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đang vô quán. Khách ăn.
ăn xong đang ra về. Các bạn có thể thấy đó, đầu bếp thì làm không ngơi tay, rất nhanh.